Nhóm SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cô Ý Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Giấc Mộng Buổi Tà Dương nhé các bạn. Đây là box set tập 3, tập 4. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua trước khi mình review chi tiết hơn về box set này nha các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá box set tập 3, tập 4 sẽ có những gì nha các bạn. Đầu tiên ta được một cái hộp bên ngoài khá là cứng cáp nha, tương tự như tập 1, tập 2 các bạn. Tập 3, tập 4 cũng khá là ấm áp, hình ảnh sắc nét rồi màu sắc là tươi sáng luôn các bạn, khá là xinh xò luôn này. Đây, mình rất thích màu xanh này các bạn. Rồi để cái phần hộp phía bên, chúng ta sẽ được hai quyển truyện tập 3 và tập 4. Thì đối với mỗi quyển truyện chúng ta sẽ được tặng kèm một cái bó kẹt. Đây là bó kẹt của tập 3 nha. Mình khá là đáng tiếc bó kẹt màu thì xịn hơn ha. Còn mỗi tập chúng ta sẽ được một bì rời. Đây, bì rời không được gắn bóng nha các bạn, nhưng mà được khổ to, in trên khổ to chứ không được gắn bóng. Khá đáng tiếc mình được một bì keo bên trong, bì keo màu nha các bạn. Bên trong mỗi cuốn chúng ta sẽ có thêm hai trang màu, một trang màu phía trước, một trang một lục, toàn bộ còn lại sẽ in trên giấy trắng đen và trên giấy BB80 nha các bạn. Đây là một số hình ảnh của tập 3 này, em mời các bạn cùng chiêm ngưỡng nha các bạn. Chuyện được in và gia công khối lượng cũng không phải quá lớn. Còn đây là tập 4, đây là bóc kẹt của tập 4 này, họ vẫn là hình trắng đen nha các bạn. Khá đáng tiếc mình vẫn ước là bóc kẹt màu nha, mình vẫn thích cái gì có màu màu nó xịn hơn. Đây là bìa của tập 4, đây khá là xịn xò nha. Chúng ta trải ra chúng ta được một bức tranh đấy các bạn. Đây là phần một trước à. Rồi đây chúng ta sẽ giống như tập 3, đây là bìa keo tập 3, bìa keo màu. Bên trong chúng ta sẽ có thêm hai trang màu nữa đó. Các bạn thấy được là trang màu đó chính là trang màu của cái box set đó. Mình khá đáng tiếc, ước gì các trang box set nó sẽ là mua một cái khác thì xịn xò hơn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập 3, tập 4 cũng như là box set của tập 3, tập 4 này. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.